nhờ nào. Ok các bạn, ở Quy Nhơn mình ngộ lắm, tức là 5.000 các bạn cũng có thể ăn một tô bánh canh, và hơn 100.000 vẫn có một tô bánh canh, các bạn tin được không? À, nếu không tin thì theo mình nha. Hôm nay sẽ có một quán bánh canh rất là đặc biệt khai trương chi nhánh 2 tại đây, ngay con đường có thể nói là đắc địa của Quy Nhơn luôn các bạn. Đây. Bánh canh gạch, bánh canh gạch. Quay đây cameraman. Hello chị. Đây này, đây này cameraman. Khai trương ngày 25 tới ngày 27 nha các bạn. Ngày 25 tới ngày 27 và giảm giá 20%. Hôm nay là ngày đầu tiên nè. Đây có bạn khai trương luôn. Giờ mình vô trong coi được. Hello chị Nhi. Tiên nha. Hello con. Nhớ không, nhớ không? Tika nè. Các bạn, chủ quán. Ô xin hả? Nửa chén. Sen cao cấp của quán. Khai trương hồi mấy giờ chị? 7 giờ em. 7 giờ hả? Sáng thấy anh chủ đăng ảnh rồi khoe lọc rồi mờ. Các bạn, đây là hai đứa cháu mình, Ti và Ca. Bao toàn trai đẹp, ngồi đâu được chị? Ngồi đâu cũng được em. Giờ bao quán luôn các bạn ơi, hôm nay mình bao quán luôn. Đây các bạn ơi, nhìn cái đề co này các bạn, nhìn khá là đơn giản ha, đơn giản nhưng mà cái này là cái chi nhánh 2 rồi. Nếu mà các bạn đến với đường Mai Xuân Thưởng, chi nhánh 1 Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạc Hổ gần Bún Thùy đúng không? Ok các bạn, trên tay mình là menu, coi thử ở đây có gì. Có một mặt à nha, chung là ở đây nhiều loại lắm các bạn. Cái lúc mà lần đầu tiên mình thấy cái chi nhánh 1 á, nghe cái tên bánh canh tôm hùm là mình nghĩ nó đắt tiền lắm, mình không dám ăn. Nhưng thực ra này ảnh nó có nó rất là nhiều loại luôn nha. Nó có bánh canh chả cá này có 25.000 thôi, 25.000 thì cái giá đây là giá có thể nói là trung bình ở Quy Nhơn rồi. Có bánh canh cái dầm nữa nè, cái dầm này là cá cờ đúng không chị? Cá cờ các bạn, cái cá nó ăn giống như thịt vậy đó, ngon lắm. Có bánh canh cua nữa nè, chả cua, giò heo, sườn heo các thứ. Nói chung rất là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn ha, chứ không phải là giống như mình lúc đầu mình nghĩ đâu, rồi vô đây chỉ ăn một bánh canh tôm hùm thôi. Nhưng mà hôm nay khai trương sale đang giảm giá 20% nên mình sẽ gọi tô đắt nhất. Chị cho em tô đắt nhất mà ăn gì? Tôm hùm nhỏ ha, đây gần xíu bạn. Nó sẽ có tôm sú, tôm hùm nhỏ là 115k nè. Này 1/2 con thôi nha. Bởi vì tôm hùm các bạn biết là cái giá của nó khá là cao. Hồi bữa mình có quay một cái clip đánh bắt giống tôm hùm đó, thì tôm hùm là đánh bắt ngoài tự nhiên đó, thành ra là cái và nuôi một khoảng thời gian từ 10 tháng cho tới 1.5 năm mới có thể thu hoạch được, nên giá của nó khá là cao ha. Nhưng mà đây thì rất là hợp lý luôn. Bánh canh tôm hùm lớn là 145k, và ngoài ra có bánh canh bào ngư. Ủa chị, hình như mới có thêm mì trộn đúng không? Mì trộn các bạn, sản phẩm mới, mì trộn Sài Gòn. Bột bánh canh thì mình có 3 sự lựa chọn, có bột mì dai, bột lọc Sài Gòn và bột gạo. Mà ăn gì? Hả? Bột gạo. Cho em 2 tô chị. Một bánh canh tôm hùm nhỏ với một bánh canh tôm hùm lớn. Bánh canh tôm hùm nhỏ là bột gạo, bánh canh tôm hùm lớn là bột lọc Sài Gòn. Nha. Từ anh đọc từ. Bột gạo, tôm hùm. Đúng rồi. Một gạo, đúng rồi, một gạo tôm hùm nhỏ, lọc Sài Gòn tôm hùm lớn, có nước đậu rang, coca, nước suối, sữa bắp, khăn lạnh. Ở đây sữa bắp là đặc biệt nhất, 2 sữa bắp nha, cho em 2 sữa bắp luôn. Ra có topping thêm nữa nè. Chị như gọi 2 tô bánh canh được tặng cái xích cua đúng không? mình phải hả? Đúng không? Đúng rồi đấy à. Các bạn gọi 2 tô bánh canh tôm hùm được tặng một súp cua. Rồi ok, ok vậy. Anh có gọi thêm chuyện à? Vậy thôi. Có 2 người mà. Các bạn, để có sữa bắp nè. Rất là béo. Đi theo mình. Nói chung là hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, thành ra là nó cũng còn hơi đơn giản đúng không? Nói chào anh. Đây là tuân thủ đúng gì ta? Gọi là 5K hả? 5K là có cái khẩu trang nữa. Này nói chung là nằm vị trí rất là đắc địa Quy Nhơn, đường Nguyễn Huệ các bạn. Sát bên là có kem bơ alo nữa.
và đặc biệt là gần con đường Ngô Văn Sở, đường ăn uống của Quy Nhơn. Đây, cái này là logo nè, logo bánh canh tôm hùm nè. À, các bạn thấy tôm hùm to, để xem lát nữa cái tô đó có to như vậy không nha. À, còn đây là hashtag bánh canh tôm hùm Quy Nhơn. Nếu mà các bạn muốn xem những cái hình ảnh chi tiết hơn á, thì mình có thể vào trên fanpage bánh canh tôm hùm Quy Nhơn gạch xảy ra. Ở đây nó có một cái nhà hàng cơm nữa. Đây, cái gạch đây là có một nhà hàng cơm cũng hơn 2 năm rồi. À, cũng rất là ngon ha. Bên cạnh 1989 hay là cơm mậu thì các bạn có thể tới ăn thử cho biết. À, này này, ok ok. Đây các bạn, đây là tô bánh canh tôm hùm lớn Bột Lọc Sài Gòn. Mình coi thử nó có gì nha. À, có chả cá nè. Chả cá đây là chả cá chiên các bạn. Có trứng cút, hai cái trứng cút. Đây là tôm hùm. Đấy. Wow 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 wow. À, được hai miếng chả cá. À, đây. Bột lọc. Bột lọc Sài Gòn thì nó khác bột lọc của mình hả? Khác kiểu gì? Nó giống bún bầu ấy ta. Đúng không? Đây, đây là tô gạo. Đây là tôm hùm nhỏ. Đó. Còn đây là bạn mình. Caraman. Dạ. Đây. Ghê. Rồi ok các bạn, trước mặt các bạn đây là những gì mình đã order ra. Sẽ có hai tô bánh canh nè. Đây là tô bánh canh tôm hùm lớn sữa bắp 12k. Đây là các bạn tên tên. Cái tô này là tô quái đảng. Đó, tô này nằm khi các bạn order hai tô bánh canh tôm hùm sẽ được tặng một tô này nha. Đây là súp cua. Đó, súp cua nhìn rất là chất lượng. Thế trong này có hình như có gạch tôm hùm nữa nè. Hay là cua ta? Cua ta. Hả? Cái này cái gì chú? Cua hả? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Gạch cua hả? Sao nó giống gạch đầu tôm hùm giữa cua rồi nè. Nhìn hết chứ, trong này có bắp mì nữa nha. Trời ơi, cái tô chất lượng nhà mày không ạ? À? Ăn vô đây là no. Yeah. Ok. Rồi ăn, bây giờ ăn thử nha. Tiên là mình sẽ thử cái bánh canh trước. Thiếu topping. Người miền Trung hay ăn cay lắm à. Phải cho mấy cái ớt này vô nữa. Rồi, toàn ô tô mà, quán này toàn ô tô mà. À, cái chanh nè. Chanh nha. Đi ơi. Để sắp ra đồn rồi. Ok. Cái này là cái gì ta? Ớt. Nhiều loại ớt đó mà. Có muối tiêu chanh nữa. Muối tiêu chanh này chắc là để chấm tôm. Muối này để chấm tôm hùm à. Làm chê. À, ok chị. Nói theo là chị Nhi là muối tiêu nè. Cho sa tế vô đúng không? Mày chấm chung luôn nha bạn. Xong rồi cho sa tế vô. Đây 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 bạn. Bây giờ sau này mình sẽ mix nước chấm cho các bạn xem nha. Gọi là master chef mới đào tạo về. Vậy hả? Ờ, em ăn nhiều sa tế vậy? Nó bị cay hả? Ờ, nó sẽ bị cay. Không sao đâu. Bạn em ăn cay tốt lắm. Đang nói thằng không biết cay à. À, vắt chanh vô nữa nè. Ôi, lần đầu tiên biết cái món này luôn á trời. Trộn lên. Hay chợ. Bình thường nếu mình ăn mình sẽ dầm thêm ớt vô nữa bạn. Bây giờ lột tôm hùm ra nha. Ráng chịu khó xíu nữa nha caravan. Thấy tội quá. Wow. À. Oh, coi này. Tôm mà khi mà các bạn xé ra được như vậy là chứng tỏ tôm tươi nè. Oh, tôm này là tôm tươi mới có thể xé ra được. Nó không có bị đụng tới phần thịt. Đó, nghe tiếng đã không? Đã nhờ. Đã quá nhờ. Không được bỏ sót các bạn. Lần đầu tiên đây, lần đầu tiên mà mình ăn tô bánh canh mà nó đắt tiền như vậy. Oh my god. Trời ơi, ngọt quá. Nhức nách. Đu. Nhức nách. Đây 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 đây. Ở đây chúng tôi có bán
Bán kèm luôn hả? Đây 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 đây. Camera camera. Ăn rồi tiếc quá. Dạ, cầm về đi con. Dạ. Cầm về đi con. À, tí xin chủ quán gói mang về nữa cô. Dạ, nó cái túi nó mang về em ăn tiếc quá kìa. Ừ. Dạ. Trời ơi. Rất là tươi, mình ăn nhiều tôm mà. Nó phải tươi nó mới dai như này. Dai rồi rất là ngọt. Làm miếng sốt. Ngon quá. Chấm miếng nữa nha. Gì cho bạn hai lần mới biết được như nào. Con má ơi. Wow, súp cua nha. Vậy luôn hả? Đây súp cua, bây giờ mình thử súp cua luôn. Phải là hả? Hấp dẫn không? À, nhìn mà muốn tiết enzyme rồi, muốn chảy yến rồi đây. Trời ơi. Cua rất là nhiều các bạn coi nè. Trời ơi, cua nè. Trời ơi, cái tô này là tô cua súp chứ súp cua gì. Cô ăn thử súp cua đây, cô nhiều lắm. Trời ơi. Bây giờ ăn tô đây đã. Dạ, gọi một tô ra, gọi tô lớn ra, bốn cô chú ăn. Ăn thử súp cua này ngon lắm. Trời ơi, cái tô nó chất lượng giảm ăn. Như ở đây cá ship đúng không vậy? Ở đây cá ship đúng không? Cá ship nha các bạn. Một tí nữa mình để số cho, để số điện thoại cho. Ai muốn ăn súp cua mình gọi bánh canh chả cá thôi cho nó rẻ, có 25 ngàn à. Tôm hùm mình ăn được rồi. Là mình ăn bánh canh chả cá rồi gọi súp cua. Dạ đúng rồi cô. Ăn rẻ tiết kiệm. Đợi mình đang gọi hai cái chén. Quay cô chú nè, cô chú đang ngồi ăn rồi. Đó chưa, bán được hàng liền. 3 ngày các bạn, 3 ngày được giảm giá 20%. Các bạn có thể tới đây ăn hoặc là ship về. Được giảm 20% nha cô. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ quất thêm cái miếng chả chiên. Đây, chả chiên. Chấm này luôn hả? Ngon à, chả chiên ngon lắm. Dày. Này thì cua, như có đậu hũ kỳ nữa đúng không? Có tàu hũ kỳ nữa. Không, không có tàu hũ kỳ em. Đâu có tàu hũ kỳ đâu. Cái này là cái gì? Là trứng hả? Trứng với lại có khi là cái thân của cua á, nó màu trắng trắng thành vàng. Đó, chị mình mà, chị mình xinh không? Đáng lẽ có anh mình nữa. Anh mình đẹp trai lắm, anh mình đi xe mẹt á. Tại đi cái cúp em. À, ăn mì gói. Ăn mì gói thì sức khỏe. Đáng lẽ bữa nay đâu hôm qua, đáng lẽ hôm qua là đi với anh Vũ vô Nha Trang rồi. Mình thử nha. À, ở đây chúng ta sẽ có cua rất là nhiều luôn và có cả gạch cua nữa. Má ơi, chất lượng vãi. Cái này bình thường bán riêng nhiêu chị? À, vậy tô này là nhiêu? Tô này 30 các bạn, 30 ngàn. Má ơi, 30 ngàn ăn no tới trưa luôn nè. Bởi vì đạm rất là nhiều các bạn, cua mà. Ngon quá. Gạch nè. Ngon chờ. Nó ăn về no mất. Ngon quá, để caramel ăn nữa chứ. Ok các bạn, giờ mình sẽ xử hết phần này luôn. Rồi được rồi bạn, ăn đi. Mới thanh toán xong, được giảm giá 20% nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn tô tôm hùm mà nó đắt như thế này.
nhưng mà nó rất là chất lượng các bạn, rất là đáng giá. Nói chung là lần sau mình tới đây mình sẽ thử những cái bánh canh khác, chẳng hạn như bánh canh cái dầm, đúng rồi, bánh canh cái dầm thì ở Quy Nhơn các bạn thấy rất là hay không, và cũng rất là ngộ, tức là 5.000 các bạn có thể ăn được một tô bánh canh, nhưng mà hơn 100.000 vẫn có một tô bánh canh, đó bánh canh tôm hùm. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ Phước nhé. Bye bye.